hàng của mình bước lên nhận nhà thì mới tá hỏa là cái căn hộ đó của mình nó không đủ cao. Ủa tại sao lại không có máy lạnh? Tại sao lại không có tủ bếp trên? Là nó ồn không chịu được và sẽ ngủ không được luôn. Thì các bạn cần phải tới đó buổi tối để các bạn quan sát, cho nên cái không gian nó sẽ không được rộng như là những gì các bạn nhìn thấy ở trên cái tờ giấy đó. Thì ban quản lý họ đổi nhân sự và cái người nhân sự mới họ không cho phép làm điều đó. So sánh giá cả giữa các bên xây dựng, ai giá tốt hơn ai, nhưng mà họ quên mất là họ không thể so sánh về chất lượng được. Mình chỉ quan tâm là cái nhà có đẹp hay không mà quên mất là cái nhà có xịn hay không. Chào mọi người đã quay trở lại với các Studio Channel. Mình là Jess và hôm nay chúng ta sẽ nói về những điều cần lưu ý trước khi mua chung cư. Chủ đề này Jess sẽ chia thành 4 điều mà Jess cho là quan trọng nhất để tham khảo thêm trước khi các bạn mua cái căn chung cư cho riêng mình. Chung cư ở đây Jess muốn nói tới là những cái chung cư mới, những cái dự án mà chưa được hình thành, không phải là những căn chung cư cũ. Để biết thêm thông tin về mua chung cư cũ hay mới thì tụi mình đã làm một cái clip nói về những cái insight khi mà mua chung cư mới và cũ thì có những cái sự khác nhau như thế nào và cần lưu ý những gì. Bây giờ đi vào điều thứ nhất, trước khi các bạn mua thì phải lưu ý những gì. Khi mà các căn chung cư mà giai đoạn dự án á, thường người ta hay nói là phải chọn chủ đầu tư uy tín, thì điều này không có sai. Ngồi research thì cũng có thể cho ra kha khá thông tin về các cái chủ đầu tư và những cái dự án của họ. Ngoài ra các bạn có thể chủ động tham gia vào những cái group cư dân của những cái dự án đã hoàn thành nhiều năm á. Bạn có thể hỏi trực tiếp những cái người cư dân kinh nghiệm của họ, trải nghiệm của họ như thế nào để mình có thể biết thêm nhiều thông tin hơn. Vì đôi khi chủ đầu tư uy tín có những cái dự án mà nó không có đáp ứng đúng được cái nhu cầu riêng của bạn để mà chọn ra được cái căn nhà đúng với cái ý của các bạn, nhất là căn nhà mà các bạn mua và để ở lâu dài á, thì mình cần phải lưu ý thêm một vài điểm. Ví dụ như là xem cái quy hoạch của cái khu vực dự án đó nó có mấy giai đoạn. Đôi khi người ta xây xong cái tòa của các bạn, người ta sẽ làm tiếp cái giai đoạn tiếp theo, xây những cái tòa nhà xung quanh, nó sẽ khiến cho cái view của các bạn bị block chẳng hạn. Nói tới view á, vì là cái dự án nó chỉ nằm trên giấy thôi, cho nên là mình cũng rất là khó xác định chắc chắn rằng cái view của mình nó sẽ như thế nào, thì mình chỉ có thể là tưởng tượng một cách tương đối thôi. Các bạn chọn những cái view như là nội khu, hồ bơi, nếu như mọi người thích cái sự náo nhiệt, các mọi người thích cái sự sum vầy của một cái khu đông dân cư á, thì mọi người có thể chọn các cái tầng thấp một chút, tại vì cái tầng cao á, các bạn sẽ không có được cái hiệu ứng đó. Với cái chiều cao của cái chung cư ở thời điểm hiện tại á, thì có thể là tầng 8 cho xuống, theo kinh nghiệm của mình là như vậy. Còn các bạn mà không quan tâm view nữa, chỉ cần thoáng thôi á, thì càng cao càng tốt. Có một cái lưu ý nhỏ khi mà các bạn chọn mua view mà nhìn ra mặt đường, nhìn ra phố, có cái con đường chạy trước mặt á, thì các bạn phải lưu ý tới cái tiếng ồn của nó phát ra. Đôi khi là càng ở trên cao á, nó sẽ càng ồn nữa, tại âm thanh nó đi lên. Thì các bạn sẽ phải quan sát cái mật độ giao thông của con đường trước mặt cái view của bạn. Đôi khi có những cái con đường á, mà tối xe tải nó mới vô, thì các bạn cần phải tới đó buổi tối để các bạn quan sát xem là xe tải, xe container đi qua đó nó có ồn tới mức nào. Có những cái căn nhà đã từng gặp phải á, là nó rất đẹp và rất là thoáng, tuy nhiên cứ đến buổi tối là nó ồn không chịu được và sẽ ngủ không được luôn nếu như tình trạng bàn giao, cách âm, cửa kính nó không đủ tiêu chuẩn. Thì cần lưu ý cái điểm đó giùm mình ha. Quay ra đường là phải cẩn thận tiếng ồn. Rồi bây giờ tới cái mặt bằng nè. Các bạn khi mà mua nhà dự án sẽ được cung cấp một cái mặt bằng gọi là mặt bằng điển hình. Thì khi mà mình nhìn vào cái mặt bằng điển hình của căn hộ mà mình định mua, các bạn phải lưu ý tới cái kích thước đồ vật ở trong đó thể hiện. Tại vì có tới 90% trường hợp mà Jess thấy được á, mặt bằng điển hình đưa vô những cái đồ nội thất nó khá là nhỏ so với thực tế. Jess ví dụ như cái sofa trong mặt bằng điển hình á, mình đã gặp rất là nhiều trường hợp nhỏ hơn cái kích thước sofa mà các bạn sẽ mua về. Kể cả những thứ như là đảo bếp hay bàn ăn cũng vậy. Cho nên cái không gian nó sẽ không được rộng như là những gì các bạn nhìn thấy ở trên cái tờ giấy đó. Rồi nói về cái không gian rộng hẹp thì hồi trước Jess đã nói một lần là cái diện tích mà chúng ta sử dụng đó là diện tích thông thủy. Cho nên chúng ta chỉ nhìn vào cái diện tích thông thủy để chúng ta có thể ước chừng được là mình đang sống trong bao nhiêu mét vuông, chứ đừng có gì nhìn diện tích tim tường. Cái nhà mà bàn giao 70 mấy mét vuông tim tường á, thì có nghĩa là nó chỉ có khoảng 65-66 mét vuông gì đó là thông thủy. Có nghĩa là cái diện tích mà các bạn thực sự sử dụng nó chỉ 60 mấy mét vuông đó thôi. Vậy thì tham quan nhà mẫu thì sao? Khi mà các bạn bước vô nhà mẫu thì các bạn phải hiểu được là cái nhà này đã được styling hết toàn bộ mọi thứ, đã được đầy đủ chiếu sáng, đầy đủ nội thất để cho các bạn có thể tưởng tượng ra cái cuộc sống tương lai của mình. Cho nên là cái việc tham quan nhà mẫu, các bạn phải nắm chắc được chủ đầu tư sẽ bàn giao những gì trong cái căn nhà thực tế của các bạn. Tại vì đôi khi chủ đầu tư sẽ không bàn giao bếp này, sẽ không bàn giao vách kính này, không bàn giao nguyên cái hệ thống chiếu sáng trên trần đâu. Một vài sai lầm của khách hàng mình đã gặp phải là khi mà các bạn nhận nhà thực tế thì sẽ có rất là nhiều cái bất ngờ. Ủa tại sao lại không có máy lạnh? Tại sao lại không có tủ bếp trên? Kiểu như vậy, tại vì các bạn đã không nắm rõ được cái danh sách bàn giao mà chủ đầu tư đã đưa khi mà các bạn ký cái hợp đồng mua bán.
chưa kể là chủng loại chất liệu nữa. Trong cái tờ danh sách thiết bị bàn giao đó, nó sẽ có ghi rõ chủng loại và chất liệu, thì các bạn có thể so sánh với thực tế bàn giao như thế nào. Jess thường đi xem nhà mẫu thì thấy có một cái mà bên nhà mẫu họ sẽ ít thể hiện, đó là cái cục nóng máy lạnh. Ở trong nhà mẫu sẽ có cái hệ thống máy lạnh cho các bạn cảm thấy mát mẻ, nhưng mà cái máy lạnh ở trong nhà mẫu nó có thể nó khác với lại cái máy lạnh mà các bạn sẽ được nhận. Có thể là máy lạnh nhà mẫu là máy lạnh hệ thống, còn máy lạnh của các bạn nhận có thể là máy lạnh treo tường hoặc không có máy lạnh luôn. Bản vẽ mặt bàn tiêu biểu mà các bạn nhận được á, nó sẽ thể hiện cái lô gia, thể hiện cái ban công, mà sẽ ít khi nào có thể hiện cái cục nóng máy lạnh nó sẽ chiếm diện tích như thế nào. Mình hãy lưu tâm đến chuyện này. Cục nóng máy lạnh của chúng ta nó chiếm rất là nhiều diện tích và nó phà ra cái hơi nóng, thành ra là những cái sinh hoạt gần đó là nó rất là hạn chế. Đôi khi dự án nó chưa có hình thành, khi mà chủ đầu tư quy hoạch lại khu vực đó, nó cũng có thể xê xích về cái hướng nhà. Thì có thể ban đầu các bạn nhắm ở trên cái mặt bằng tổng thể của dự án, các bạn hiểu được là nhà mình đang quay về hướng nào. Tuy nhiên là có thể thực tế vài năm sau khi mà hoàn thành dự án, các bạn sẽ cảm thấy là nó chệch đi một chút xíu. Nó tùy vào cái sự thay đổi qua cái quá trình thi công của dự án đó, vì rất là nhiều lý do. Bởi vậy đây là cái lợi điểm nếu mà các bạn mua chung cư cũ thì sẽ không gặp phải. Thì bây giờ tới khi mà các bạn nhận nhà từ chủ đầu tư thì cần lưu ý những gì? Nó sẽ nằm ở điều số 2. Nhà của các bạn sẽ được bàn giao với hai trường hợp. Trong cái quá trình mua bán, các bạn đã biết được là mình sẽ nhận nhà thô hay nhà bán hoàn thiện rồi. Thì nếu với trường hợp các bạn nhận nhà thô thì lưu ý ra sao? Thô ở đây mình đang nói tới cái trường hợp thô mà chưa có tường, không có gì hết trơn ở nhà. Thành ra các bạn sẽ thấy nguyên một cái không gian trống rất là thoáng, trần rất là cao tại vì nó không có gì hết trơn á. Thậm chí sàn còn chưa có cán luôn. Lợi điểm của cái chuyện giao thô đó là chúng ta có thể thiết kế cái căn nhà theo đúng cái ý của mình. Tới đây mà các bạn đã có hợp tác với một bên chuyên gia về nội thất hay thiết kế nội thất thì họ sẽ có khả năng chuyên môn về cái việc là khảo sát tiền xây dựng để họ nắm rõ được cái đặc tính của cái căn hộ này là gì, vị trí các cái thanh đà trần, vị trí của các tường chịu lực, vị trí cấp thoát nước này, rồi những cái hộp gen này, những cái liên quan đến kỹ thuật, thì từ đó có thể đưa ra được những cái tính toán hợp lý trong cái việc thiết kế trong tương lai. Đối với những căn hộ mà bàn giao bán hoàn thiện hay hoàn thiện, nó sẽ có hai trường hợp. Đối với những người chủ nhà mà họ dễ tính, dễ chấp nhận thì những cái bề mặt màu sắc chất liệu của chủ đầu tư bàn giao họ dễ chấp nhận hơn thì tụi mình sẽ sửa ít hơn. Còn đối với trường hợp mà chủ nhà khó tính hơn, vô mà cảm thấy cái căn nhà này nó không thuộc về mình và mình cần phải sửa hết thì cái công đoạn mà phải tháo dỡ, đập phá ra rồi thay mới lại hết đó, nó sẽ rất là nhiều. Cho nên khi mà các bạn xác định được mình như thế nào, mình muốn cái gì thì từ đầu các bạn hãy chọn cái dự án mà giao thô hay là giao bán hoàn thiện tới hoàn thiện, để khi mà mình nhận nhà thì cái quá trình sửa chữa nó không có gây đau đầu cho mình nhiều, không có gây tốn kém nhiều. Jess cũng đã từng làm một clip nói về những sai lầm phổ biến mà các bạn gặp phải khi mà các bạn sửa nhà. Mình nói rất là rõ tới cái chuyện là sửa nhà với lại làm cái căn nhà từ đầu thì nó có những cái lợi điểm như thế nào, khác biệt như thế nào. Trước khi mua nhà mình có thể tham khảo thêm cái video đó ha. Rồi khi mà nhận một cái căn bán hoàn thiện như vậy, một cái căn hộ mà hoàn thiện mà nó đã có đầy đủ cái bề mặt hoàn thiện, thì cần lưu ý những gì? Thứ nhất là chúng ta một lần nữa kiểm tra những danh sách và vật dụng bàn giao, rồi những cái chất liệu bàn giao nó có đúng với hợp đồng mua bán của mình hay không. Thứ hai là nên đi cùng một cái người chuyên gia về xây dựng, về nội thất, để cùng kiểm tra với các bạn về chất lượng những bề mặt mà họ bàn giao đã đủ tiêu chuẩn hay chưa, có những cái mối nguy hại nào sau đó hay không. Tại vì một khi mà các bạn ký vào cái biên bản bàn giao là họ sẽ không có chỉnh sửa cho mình nữa. Rồi khi mà bàn giao có thể test nước này, áp lực nước này, rồi cái dòng nước chảy, rồi cái sàn có đủ độ dốc để nước chảy hay không, sàn gỗ trong cái phòng ngủ có vấn đề gì hay không, có bị bong tróc hay không. Nhất là khi vào mùa mưa thì những cái cửa sổ ở sát cái phòng ngủ của mình nó hay bị lít cái nước mưa vô nó sẽ làm cho sàn gỗ của mình bị hư, thì cho nên là phải kiểm tra những cái thứ như vậy. Điều lưu ý thứ ba, mình đã có cái căn nhà của mình rồi thì tới cái giai đoạn thiết kế nội thất. Tại sao phải thiết kế nội thất thì mình đã có nguyên một cái clip mình nói rồi, sẽ để ở đây. Thì lưu ý ở đây, khi mà các bạn có cái căn nhà rồi và các bạn thiết kế nội thất thì phải đảm bảo rằng cái đơn vị nội thất đó phải đủ chuyên môn, đủ chuyên nghiệp và tay nghề trong cái việc thiết kế và xây dựng nội thất. Bởi vì cái căn nhà mình ở rất là lâu năm, cho nên những cái thứ mà các bạn rất là khó kiểm định hay giám định là những cái thứ như là điện với nước ở trong tường rồi trong sàn, nó rất là quan trọng. Ví dụ như ống nước, hai đơn vị thi công mà một đơn vị sử dụng ống PVC bình thường với một đơn vị sử dụng ống PPR, ống hàn nhiệt thì nó sẽ đưa ra cái kết quả hoàn toàn khác nhau trong nhiều năm sử dụng. Chọn được cái đơn vị nội thất chuyên nghiệp và họ làm việc có tâm là một cái điều rất quan trọng, biệt là cái căn nhà đó bạn ở lâu năm.
Mình chỉ quan tâm là cái nhà có đẹp hay không mà quên mất là cái nhà có xịn hay không. Thì khi mà tất cả những thứ trong nhà bạn mà chọn đúng cái loại tốt, đúng cái loại tiêu chuẩn tốt á, thì nó sẽ đi theo cái chuyện là tuổi thọ của căn nhà nó sẽ rất là bền vững. Đó là mình chưa kể đến cái chuyện tay nghề của thợ làm cẩn thận với tay nghề của thợ làm đúng quy trình nữa. Cái này thì các anh thầu mà coi clip này thì sẽ rất là hiểu Jess ở đây. Khách hàng mình thì hay có nhu cầu là so sánh giá cả giữa các bên xây dựng, ai giá tốt hơn ai, nhưng mà họ quên mất là họ không thể so sánh về chất lượng được. Từ cái người thợ cho tới cái đội ngũ mà làm quản lý cái công trình, cho tới cái đội ngũ mà giám sát á, nếu mà họ làm việc có tâm á, họ sẽ đi đúng cái quy trình, đúng cái tiêu chuẩn mà họ được đặt ra, cho dù là cái công việc đó nó có tốn thời gian đi nữa thì họ vẫn phải đúng cái quy trình, để khi mà cái tường được chám chét lại rồi hoàn thiện xong, mọi thứ ở bên trong đó đều rất là chất lượng và yên tâm để cái nhà đó được sử dụng được lâu. Cái điểm mà Jess đang muốn nói tới, sẽ có những cái mà các bạn sẽ phải cân nhắc rất là kỹ về chất lượng chứ không phải về giá cả. Cho nên cái điều số 3 ở đây đó là chọn lựa kỹ những cái nhà thiết kế nội thất và những cái nhà thầu xây dựng phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn. Họ là những người đi cùng với các bạn ở cái quá trình xây dựng nhà, nhưng mà cái quá trình các bạn ở bao nhiêu năm á, thì đó là kết quả của cái việc làm của họ. Cho nên hãy lựa chọn thật là kỹ. Điều cuối cùng mà mình muốn nói tới ở đây là những cái điều mà các bạn sẽ không kiểm soát được và tụi mình cũng không kiểm soát được luôn khi mà các bạn mua nhà chung cư ở cái giai đoạn dự án. Thứ nhất là ban quản lý. Chúng ta sẽ không có biết được cái nội quy ban quản lý như thế nào. Thì khi mà mình bắt tay vào nhận nhà và xây dựng á, thì có những cái nội quy nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái bản thiết kế cũng hay là tới cái nhu cầu các bạn đã đưa ra từ đầu. Cuối cùng là chúng ta phải thỏa hiệp với lại cái nội quy đó để mà chúng ta thay đổi. Ví dụ như gần đây tụi mình có thi công một cái căn 2 tầng duplex. Tụi mình thiết kế một cái thang xoắn rất là đẹp và dự định là sẽ đem xe cẩu tới cẩu nguyên cái thang đó lên. Tại vì sao? Làm ở xưởng nó sẽ đẹp hơn. Chúng mình đưa ra cái giải pháp cẩu lên như thế nào, trọng lượng bao nhiêu, phương pháp là gì để mà đem được cái cầu thang đó vô cái nhà. Thì ban quản lý họ đổi nhân sự và cái người nhân sự mới họ không cho phép làm điều đó. Thì dẫn đến cái tình trạng là chúng mình phải cắt cái thang làm nhiều phần nhỏ để chúng mình có thể đi lên bằng thang bộ. Những cái đó là những cái gọi là phát sinh chúng ta không bao giờ kiểm soát được khi mà chúng ta mua nhà. Hay là có một cái căn hộ mà tụi mình đã từng làm là tụi mình có một cái bồn tắm rất là đẹp ở kế cái cửa sổ. Nguyên bản á, là cái bồn tắm nó phải nằm trong toilet, nhưng mà chủ nhà muốn có cái bồn tắm kế cái cửa sổ để nhìn ra ngoài view đẹp. Tụi mình đã phải nâng cái sàn lên để đi cái đường ống thoát của cái bồn tắm đó đi xuống, đi ra cái nhà vệ sinh. Ban đầu đã được ban quản lý duyệt rồi, không có vấn đề gì cả. Về kỹ thuật tụi mình đã đáp ứng đủ, độ nghiêng, độ dốc, về tất cả mọi thứ, về đảm bảo an toàn chống thấm tụi mình đã làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên là đến hồi họ lại đổi ban quản lý một lần nữa, và khi mà đổi ban quản lý rồi thì cái người mới họ lại không cho phép cái điều đó, thì thành ra nó thay đổi hết toàn bộ kế hoạch ban đầu mà chúng ta đã có. Rồi nội quy của ban quản lý có thể là không có cho nuôi thú cưng. Các bạn, gia đình các bạn có chó có mèo rồi bây giờ vô không có được nuôi thì nó rất là nhiều cái rắc rối. Và cái đây là lại là một cái lợi điểm của chung cư cũ, nội quy đã được establish một cái thời gian rồi, nó sẽ dễ dàng mà các bạn vô bạn tìm hiểu trước được. Khi mà các bạn nhận nhà cũng có thể nó phát sinh một vài cái đà trần mà ở trong bản vẽ mặt bằng nó không thể hiện được á. Bước vô chúng ta đang có một cái thiết kế rất là đẹp, tự nhiên nó vướng một cái đà ở ngay đó, nó sẽ làm thay đổi cái thiết kế của mình. Rồi có những cái hộp gen che ống nước nó sẽ ở những cái vị trí mà nó khác với cái bản vẽ ban đầu bạn nhận được. Hồi nãy Jess có nói là lường trước được cái view của mình nó sẽ nằm ở đâu. Thì cũng nhiều cái trường hợp mà Jess đã từng đi nhận nhà chung với khách hàng của mình. Khách hàng của mình bước lên nhận nhà thì mới tá hỏa là cái căn hộ đó của mình nó không đủ cao để nó vươn lên khỏi cái tòa nhà kế bên. Thành ra là bạn ấy nhận xong cái nhà là nhìn qua là thấy nguyên cái tòa nhà kế bên nó ở sát rạc luôn, rất là khó chịu. Thì đó là những cái mà thực sự nó sẽ xảy ra trong cái thực tế ngoài đời khi mà các bạn mua nhà giai đoạn dự án. Cảm ơn các bạn đã nghe tới đây. Vì cái clip này Jess làm thì cũng có khá là nhiều thông tin mà thậm chí Jess cảm thấy là nó còn chưa hết nữa. Hy vọng là với bốn cái điều mà mình đã tổng hợp thì các bạn có thêm một vài thông tin hữu ích để tham khảo trước khi mình chọn mua căn hộ chung cư cho mình. Các bạn đừng quên like, subscribe và nếu thông tin này có ích thì các bạn hãy chia sẻ để cho nhiều người biết thêm. Chào tạm biệt và hẹn các bạn ở những video clip tuần sau.